Trên diễn đàn hôm nay đúng là chúng ta đón nhận nhiều cái tin rất là buồn, và cũng là cái thời điểm mà phản động nó sẽ đẩy mạnh chống phá, từ cái chuyện giáo dân rồi là đến những cái vấn đề khác nữa, kêu gọi biểu tình này nọ. Em nhìn trên quả diễn đàn là chúng nó có vẻ hì hả lắm, nhưng nói để chúng mày biết này, Việt Nam nhiều người tài lắm nha, Chê già măng mọc không còn mà quá nhiều nhiều người tài rồi, không chúng mày không là cái gì đâu. Còn nói rằng các Sơn Bùi đừng đừng có khen nước Mỹ nha, chỉ 3 tháng nữa thôi là mày chết đói ấy. Không, mùa đông cái nghề lái xe tải mày biết rồi đấy. Không, tao sợ mà không có việc cứ Tết là mày chết đói ấy. Không, ăn cứt vĩ cho lắm mà cứ tưởng rằng là cuộc sống của chúng mày sung sướng. Đó, có thể so trên mặt bằng, nói để chúng mày biết, nước Mỹ so trên mặt bằng nó có thể hơn người Việt Nam một chút. Đến bây giờ ta chỉ nói chúng mày là chỉ hơn được một chút thôi, đúng không? Vài năm nữa Việt Nam kinh tế nó phát triển sâu rộng thì chúng mày không là cái đinh gì đâu. Đó. Còn cái vấn đề mà về thằng Linh Cẩu Duy Tân trên diễn đàn hôm nay mình đã có nói vấn đề đấy có mà. chứ, vì là nó rất xúc phạm đến chủ tịch nước Trần Đại Quang, thì cái diễn đàn này mình cần phải vạch mặt nó ra. Cái thằng này nói chung là đã vạch mặt nó rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay nó xúc phạm đến anh linh của cái người đứng đầu nhà nước Việt Nam, đúng không? Thì là nói chung là thằng này thực tế nó mà ra đường nó gặp những người dân bình thường như anh em mình thì nói chung là cũng hơi mệt đấy. Báo cảnh báo cho nó biết một điều thôi. Và thằng này thì nó ăn tiền của hải ngoại, nó chống phá kinh quá mà nó hỗn láo thật. Đúng không? Thì nói em cũng có vài lời nói với các anh em công giáo, nói về vấn đề đạo. Thì ở Việt Nam ấy thì nói chung là đảng và chính phủ cho tất cả mọi người là được tự Đúng rồi. do tôn giáo, nhưng phải theo cái chính sách của đảng đấy, chính sách của nhà nước. Mọi người được quyền tự do nhưng không phải là chống phá đó. Mà trong 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 đạo Công giáo ấy, thì Chúa không dạy các bạn những cái gì đó là để làm những cái điều ác, để chống phá, để phá rối cuộc sống bình yên của những người khác, của Thôi những cái kệ đạo khác. nó diễn đàn mình có cái ấy, có nguyên tắc của nó, thành công nó không xúc phạm ai thì tôi cứ để cho nó. Rồi xin mời con ơi. Thì cha không phải là Chúa. Đó. Đó. Mỗi cha nói một cách khác nhau. Chúa chỉ nói với các bạn một lời thôi, như theo Kinh Thánh nó dạy. Còn cha không là Chúa, nay ông Duy Tân rồi mai ông Duy Nguyễn nói khác nhau. Cho nên là các bạn đừng tin rằng ông Duy Tân ông là cái gì đó của các bạn cả, đúng không? Ông chỉ toàn tuyên truyền láo những cái chính sách của đảng, đúng không? Ông mượn cớ ông xui các bạn đấu tranh để ông ấy lấy tiền thôi đấy. Cho nên là tôi nói các bạn, tôi cũng là người có, tôi không đi đạo nhưng tôi là gia đình vợ tôi nó cũng đi đạo đấy. Và ở cái giáo xứ đó tôi thấy mọi mọi điều rất yên bình, người ta không chống phá, người ta hiền lành ngoan ngoãn như một con chiên cực kỳ ngoan đạo, và người ta kiếm ăn rất tốt, nó thật sự dân rất giàu đấy. Và người ta không 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 đi biểu tình này này nọ. Nhà vợ em thì nó ở ngay, nó gần Ninh Bình anh ạ, bên đằng Thì Y Yên đó. cái quê Vâng, Y Yên. quê của bác Quang ấy, là huyện Kim Sơn. Thì các bạn biết là huyện Kim Sơn cũng là một cái huyện trung tâm của Thiên Chúa giáo ở Vâng. đó,
tức là phát diệm, Vâng. phát diệm thuộc Kim Sơn, và Kim Sơn các Vâng. bạn đều hiểu là có cái nhà thờ đá rất đẹp mà là cổ Đúng rồi. ở ngay ngay cái thị trấn phát diệm luôn. Nên là các bạn phải phải tỉnh táo, các bạn công giáo phải tỉnh táo. Những người cha này họ đang lợi dụng các bạn đó, để chống phá đất nước đó, để làm quấy rối cuộc sống bình yên của đất nước này. Đấy, các bạn được hưởng ngày ngày hôm nay, các bạn có được hưởng trong hòa bình, trong tự do. Đấy, là do bao nhiêu chiến sĩ cách mạng đã đổ mồ hôi xương máu. Những người công an các bạn biết đấy, trong cuộc chiến chống ma túy mà bốn trinh sát ma túy bị bọn nó giết ở treo ở trong rừng. Những cái âm thầm đấy người ta không nói, mãi sau này rồi khi mà người ta đã triệt phá những ổ ma túy rồi người ta mới nói ra cho các bạn biết, hiểu không? Đó, nếu không thì đất nước này nó loạn. Cho nên là đối với một người chủ tịch nước mà đã qua những cái Không, chiến dịch thầm lặng cái người nhà ta thờ không đấy nói. không phải to nhất nước Việt Nam mà nhà thờ rất là cổ, nhà thờ làm bằng đá, nhà thờ đá Ninh Bình rất cổ rất đẹp. Vâng. Thì tôi nói để cho các bạn, đó là những người đáng được kính trọng. Cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra thì phút này thì kính trọng. Chứ các bạn đừng có nghe lời một cái ông linh mục coi như là Nguyễn Duy ảo Tân. ngôn. Không? Và Nguyễn Duy Tân lừa lọc các bạn, tôi các bạn ra chống đối với quyền, còn ông ấy ở đằng sau ông hưởng lợi. Lại Ngay hưởng cái tiền chuyện mà. ông bị đuổi, đúng không? Ông đã bị đuổi khỏi 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 nhà thờ là đã biết là cái tư cách của ông đối với Vatican nó thế nào rồi, đó. Nên là tôi muốn nói đây để cho các bạn từ Nguyễn Duy Tân các bạn nhìn sang những cái linh mục khác như là ông Thái Hợp hay là ông Duy Nam rồi là đấy. Các bạn phải hiểu rằng các bạn đang bị thực hiện chính sách ngu dân dưới bàn tay của cha đạo mà nhân danh Chúa. Đúng không? Người ta chỉ muốn con cái các bạn không học hành ngu dốt đi để người ta dễ cai trị, người ta dễ dẫn dắt vào các bạn vào con đường coi như là lợi cho người ta. Đấy. Bởi vì đất đai tổ quốc này là do xương máu con em chúng ta, mỗi người dân là một người lính xông pha ra chiến trận để gìn giữ âm thầm ngày đêm từng giờ từng phút. Đó, cho chúng ta ngồi đây hòa bình, chứ các bạn đừng nghĩ rằng tự nhiên hòa bình nó tự nhiên nó cũng có. Đó, Việt Nam là một cái đất nước nó có những cái vị trí chiến lược rất quan trọng. Việt Nam kẹt giữa rất nhiều kẻ thù khác nhau, rất nhiều đế quốc muốn thôn tính và xâm chiếm Việt Nam và muốn cai trị Việt Nam này, nhưng mà mấy ngàn năm nay chúng nó không làm được. Đấy, là bởi vì cái tinh thần yêu nước và sẵn sàng hy sinh bảo vệ tổ quốc của tất cả chúng ta. Đấy, các bạn đừng có nghe những cái lời giáo huấn linh tinh để rồi các bạn thành công cụ cho những cái thế lực thù địch nước ngoài nó sai khiến. Đó. Nên là các bạn phải hết sức tỉnh táo. Đó. Nếu cha đạo mà giảng về chính trị, tôi nghĩ rằng các bạn nên bỏ về, không nghe, không nghe những cái lời đấy, bởi vì cha là chỉ có chăm sóc phần hồn cho các con theo cái ý của Chúa thôi, chứ cha không được quyền nói về chính trị. Đó. Còn về những cái vấn đề mà ở đây muốn nói, tôi cũng muốn nói thêm với các anh em hải ngoại, đó, rằng Tổ quốc Việt Nam này nó vẫn còn nguyên và nó mãi mãi còn nguyên. Đó, chúng tôi
sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ cái tổ quốc này, hiểu không? Còn đến người À, cuối cùng mới luôn bảo xin vệ. lỗi con Lê này, mình phải trả lời bạn Sài Gòn, không bạn Sài Gòn chốc nữa qua đi mình không trả lời được. Tức là lúc chú bác Lại Nguyễn Thanh ấy, bác ấy lên thì là bác ấy đi diễn đàn, mà lúc ấy là anh em mình đang nói về cái sự mất mát to lớn của đất nước mình trong ngày hôm nay, là chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang mất, thì bác cũng xúc động quá lên thì bác ấy khóc. Thì coi như bạn ở dưới bạn có măng bác, bạn làm câu đóng kịch đó, thì bạn thấy ví dụ tất cả anh em ở trên diễn đàn này và bản thân tôi chăng nữa, mà tôi quen biết bạn đấy thì tôi không chịu nổi những cái đó. Thì lúc đấy thực tế ra là mình cái tình cảm của bác Thanh đối với chủ tịch nước Trần Đại Quang thì mình cũng rất xúc động, mà mình nói cũng cũng gọi là cũng bị nghẹn lại, đúng không? Bạn nói một câu đóng kịch thì tôi nói thẳng với các bạn, tôi nói thẳng nào, đúng là bạn là mình không dám nói thẳng tung gì cả, vì bạn là một người khốn nạn đấy, tôi rất là bực mình. Mà bạn ấy đại loại cũng biết tôi đã điện thoại cho tôi rồi, mà cũng lên diễn đàn một hai lần rồi, mà không hiểu bạn thần kinh hay bạn có một cái vấn đề gì nữa. Rồi xin mời con lên. và tôi nói chung là những cái chuyện này anh em này không phải phải bàn ra Đúng bàn rồi, vào về những mình cái chả bàn chuyện đó, ra, thì mình à, anh em không mình bảo là vâng nếu mà ví dụ như nha là bên Tân Hữu ấy, ví dụ vâng là thực tế là tôi chỉ bực mình lúc đấy thôi, nếu mà giả sử ngày mai hoặc lúc nào đó Tân Hữu điện thoại cho tôi bây giờ, thì nói chung là anh em chẳng có vấn đề gì cả. Tôi thì nói chung tôi chả ấy gì lắm, lúc ấy ngay cái thời điểm đó thì mình cũng rất xúc động, thì mình bực mình lên thôi, rồi mình nói thôi. Thì có khả năng bạn vừa uống rượu và có một cái gì đấy và bạn có một cái câu comment như thế, thì bạn cứ điện thoại cho tôi, bạn giải thích thì ok. đúng rồi, và cũng hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ tương lai sẽ tươi sáng hơn và có những cái người lãnh đạo mà Cũng dẫn có dắt cái người, Việt cũng Nam có đi người mà đến tiếp, cái phát triển tức mới. là tiếp nối cái sự nghiệp của bác Quang đang đi. Và nói chung là thì là nói chung là mình đau buồn vì cái sự cống hiến của bác ấy, mà bác ấy ra đi nó hơi đột ngột. Bác cống hiến cho đất nước, cho Tổ quốc Việt Nam đến cái ngày cuối cùng của cái cuộc đời. Em cũng có vài vài câu lúc nãy là anh nói về anh Võ Thanh gì ạ, anh Không, Võ Thanh anh tức nào khóc, là cũng anh nào khóc tức là bác Nguyễn Thanh, bác năm nay cũng hơn 70 tuổi rồi, bác vâng là người miền Trung, bác hiện nay bác sống vâng ở Long Thành. Thì bác mình mời bác lên thì bác ấy rất vâng đau buồn, thì bác khóc, nhưng mà có một bạn ở đây cứ mình đoán vâng mình có em khả năng là có khả năng các bạn phải hết sức thông bạn. cảm, chúng ta là những cái người trẻ, chúng ta chưa có cái tầm hiểu biết sâu xa như những người lớn tuổi. Những người mà họ đã trên 70, Đúng họ rồi. đã kinh qua những cuộc chiến tranh, họ hiểu cái giá trị của hòa bình như nào, họ hiểu cái giá trị của chiến tranh nó như thế nào, nó tàn khốc như nào, hiểu không, nó độc ác như nào. Những thằng như là bố thằng Hùng Phạm chẳng hạn, hiểu không, hoặc là bố cái thằng Giác Sơn Bùi ở đây chẳng hạn, hiểu không, đã từng giết hại đồng bào mình như nào. Nên ngày hôm nay mời chúng nó ở đây là vì Tổ quốc, hiểu không, chứ gia đình nhà nó, hiểu không, không phải chu di tam tộc đâu nhá. Lời này mà ở trong nước thì xin lỗi mày, hiểu không, mày không vỡ mõm mới là lạ. Nó nói để cho thằng Hùng Lân biết nhé. Còn cũng muốn nói với các bạn đây là những người lớn tuổi họ đã hiểu cái giá trị, họ xúc động trước những cái mất mát của dân tộc, chúng ta không hiểu được, nên chúng ta đừng có những cái lời ăn tiếng nói, hiểu không. Rất nhiều người, có nhiều người họ yêu nước, họ cực kỳ yêu, đã nói đến Tổ quốc là họ nghẹn, họ dâng trào, cái cảm xúc nó rất đặc biệt, mình không thể nói được. Đấy, cho nên là các bạn đừng nên khoét chỗ này, khoét chỗ kia và coi rằng nó thế này thế kia. Đúng không? Tôi chỉ muốn nói ý kiến thôi. Anh em mình lên đây cũng là vì rất là có cái tình cảm đối với Tổ quốc. Đúng Đúng không? rồi. Chúng ta sẵn sàng tin tất cả để bảo vệ cái độc lập của cái tự do này. Nên là mong các bạn phải hãy hiểu anh Bằng đấy, và nói chung là chúng ta cần phải bắt tay nhau, chúng ta phải đoàn Đúng rồi. kết lại thành một cái sức mạnh, một khối sức mạnh để tiêu diệt bao que đấy. Nói thế tôi chỉ xin phép nói thế thôi, chứ ngày hôm nay cũng nhiều xúc Đúng rồi. cảm lắm, tôi nói đây là